Năm chàng trai trên ba con ngựa sắt, quê quán, tuổi tác, công việc khác nhau, nhưng chúng tôi có cùng điểm đam mê, chinh phục những cung đường, khám phá những miền đất mới, cho hành trình chinh phục cung đường miền Tây mùa nước sắp nổi của mình. Ngày đầu tiên, chúng tôi xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh về Châu Đốc, An Giang, ngủ đêm tại đây. Sáng hôm sau, chúng tôi khám phá đầu nguồn sông Hậu. Đến trưa, từ Châu Đốc, chúng tôi về ngủ đêm tại Hà Tiên, Kiên Giang. Ngày thứ ba, chạy cung đường Hà Tiên, Rạch Giá, Cà Mau. Sáng sớm ngày thứ tư, chúng tôi về khám phá đầm Thị Tường và trải nghiệm những cảm giác ngủ đêm trên đầm lớn nhất miền Tây này. Ngày thứ năm, sáu là chinh phục tám cửa sông Cửu Long và trở về Sài Gòn. 6 ngày 5 đêm với hành trình 1250 km và chúng tôi lên đường.